Chào các bạn nhé. Hôm nay lại ra live chat với các bạn đây. Thì video trước mình đã chia sẻ với các bạn là tưởng là hết ngày mùng 10 thì là hết việc. được thảnh thơi tí. Nhưng ai ngờ là mình không tính đến là còn ngày rằm tháng giêng nữa. Ngày Tết Nguyên Tiêu thì lại vẫn phải làm cơm cúng cụ. Nên là ngày hôm qua lại bơi ra mệt, thì hôm nay mới chính thức là hết việc thật. Gọi là hết việc tiết nhất cỗ bàn thôi, chứ còn công việc hàng ngày thì vẫn phải tiếp diễn, đúng không các bạn? Thì hôm nay mình ra ngoài là chia sẻ các bạn cho thoáng. Đấy, xem cho các bạn xem bông hoa đẹp không. Vâng. Đấy. Thì mình ra đây mình ngồi nói chuyện với các bạn cho thoáng tí nhỉ. Đấy, nhiều khi là cũng muốn ra đây ngồi nói chuyện nhưng mà nó hay ồn lắm các bạn, chó má rồi người ngoài đầy tiếng tăm, là đâm đôi khi mất tập trung. Ngồi đây nói chuyện các bạn thì chưa chắc tí được yên mấy con chó đâu. Thì đấy, mình đã nói với các bạn là hôm nay là qua rằm rồi, chắc là hết tết thật rồi. Thì tháng giêng này là tháng mà nhiều anh em bạn bè cũng đi chùa chiền lễ hội, thì có những nhiều bạn thì quan tâm đến chuyện bói toán tử vi tướng số, thì là cũng thích những cái chuyện tử vi tướng số. Những nhân tiện đây là cũng bởi vì trong năm nhiều bạn là cũng bảo mình kể lại chia sẻ thêm về ông thầy thì, tướng số bên Trung Quốc ấy. Thì thú thực là cái ông này thì về để mình hiểu rõ về ông thì mình cũng không hiểu rõ lắm đâu. Cũng chỉ là quen biết bởi vì ông là ông bán thuốc dạo trên phố Đông Hưng các bạn. Ông thì ông không có cửa hàng thuốc mà ông chỉ bán ở vỉa hè, trên vỉa hè ở phố thôi. Vừa bán vừa xem tử vi. Đấy, thì ông này thực chất ra là ông rất là giỏi, giỏi thực sự các bạn. Đấy, nhưng mà đấy là cũng ông cũng lý giải đấy, về tướng số, số má, số kiếp con người. Mặc dù giỏi tài, cao to đẹp trai, hơi hói tí nhưng mà dâu xồm đẹp. Thì thời mình quen ông là ông khoảng hơn 40 tuổi thôi, nhưng ông chia sẻ là ông chưa có vợ, thời điểm đó ông chưa có vợ. Thì cũng tình cờ, như trước mình chia sẻ các bạn là mình cũng tình cờ thôi. Thì mình với thằng bạn mình, cái thằng bạn mà mình hay kể đấy, ông mất rồi, đi Hồng Kông về. Thì hai thằng hôm ấy là đi sang lấy hàng, đóng hàng. Thì mọi khi mình mới nói đi qua đấy, không để ý ông này đâu. Thì hôm đấy là đi qua cũng chỉ biết ông bán thuốc ở rìa đường này, rìa phố này. Thì hôm đi qua khoảng đi, mình đi qua chục mét rồi, thì ông gọi giật giọng lại, ông vẫy quay lại. Thì mình quay lại mình bảo có vấn đề gì, có việc gì. Thế ông bảo không có việc gì cả, tao chỉ nhìn mày, tao thích nói chuyện mày tí. Thì nếu mà không gọi thì ngồi đây nói chuyện. Thì mình cũng không gọi thật nên là cũng thích hóng hớt tí xem như nào. Thì ông ngồi ông bảo mày, bởi tao đi, mày đi qua tao nhìn đôi tai mày rất là đẹp. Đấy, thì mà ngồi đây bởi vì tao biết tí tử vi tướng số. Thì ngồi tao xem cho mày tí xem như thế nào. Thì ông xem tai mình thì ông lặng im một lúc, thở dài và lắc đầu. Trông tai của mày thế thôi nhưng mà thực chất ra là không được đẹp. Nhìn thì đẹp nhưng mà để mà giàu có hay là ông gọi phát xồi đấy, phát tài hay là về đường công danh thì là không có. Ông buổi đầu là ông chỉ nói qua mình như thế thôi, giờ ông nhìn khuôn mặt biết mình tí thì ông cũng nói qua về tính nết mình, thì cái đấy mình cũng công nhận. Ông nói đúng. Thì buổi đầu cũng chỉ qua loa tí thế thôi, chủ yếu ông nói về cái tai của mình này. Thì nhiều bạn trên đây cũng bảo mình có cái tai rất là đẹp. Nhưng gọi là nhìn thì đẹp thôi. Ông bảo cũng gọi là khỏe mạnh rồi là đức độ tí thôi, chứ còn về giàu có hay là về đường công danh thì là không có. Ông nói mình thế. Thì buổi đầu thì mình mới thằng bạn mình chỉ ngồi nghe tí thôi, xong là đi lấy hàng. Thì từ đấy đi là cứ thỉnh thoảng đi qua tạt vào ông nói chuyện.
Thì sau này khi quen rồi thì ông mới nói sâu về vấn đề ông xem cho hai thằng. Thì ông xem cho thằng 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 bạn mình trước. Đấy, ông xem rất là đúng các bạn. Từ đường lúc nó đi nào. Thế thì cái đấy nó cũng phải, thời gian đấy nó phải cũng phải công nhận. Nhưng khi về sau ông nói một câu là ông bảo mày đoản mệnh là mày không qua tuổi 40. Đấy. Ông bảo không thể kể cả là nhà mày có giàu có hay như thế nào nhưng mà mày cũng không qua tuổi 40. Ông nói như thế. Thì thằng này nó cười, nó chỉ cười thôi. Rồi nó mới nói với mình là hai về lúc hai thằng đi thì thằng bạn mình nó bảo mẹ ông nói linh ta linh tinh. Đấy, nó bảo là bản thân nó, mình cũng phải thừa nhận là bản thân nó bước chân vượt biên từ năm 12 tuổi. Đấy, linh đênh trên biển rồi qua hết sóng gió này sóng gió lọ rồi bên Hồng Kông thì đâm chém nhau. Người nó vạch ra toàn sẹo các bạn. Toàn nốt ván móng lợn rồi kiếm đâm kiếm chém. Còn tù tội bên đấy còn không được gì, nó bảo kia về nhà ổn định cuộc sống gần bố mẹ đấy. Nhà nó là giàu có, tiếng như mình kể với các bạn, giàu có thuộc dạng giàu có đất móng cái. Thì nó bảo là bây giờ bảo là qua bộ tuổi 40 chết nó bảo vớ vẩn, nó bảo không quen đè cho cái mồm. Thằng ấy nó còn nói như thế, nhưng nói thôi, đè ông này ông võ to lắm. Mình kể trước các bạn là ông có khí công, ông được công ông ấy, ông bóp cả một viên sỏi còn vỡ ra cơ mà. Thực sự đây là mình kể chuyện thật luôn về ông đấy. Ông có khí công cực ác luôn. Và mình cũng chia sẻ luôn các bạn nhé, như chính ông đấy, ông nói, ông kể chuyện với bọn mình. Ông có chuyện khí công giỏi là một chuyện, còn chuyện đánh nhau thực chiến nó là chuyện khác. Không phải là ai cứ luyện khí công giỏi mà đánh nhau tốt đâu. Đấy, ông nói thẳng như thế. Khí công đến ngày thực chiến nó lại là chuyện khác. Khí công là chỉ mình ngồi mình vận công thế này thế nọ, chứ còn có phải lúc đánh nhau thực chiến mà nội công của mình lúc nào cũng có căng như thế để mà đỡ đòn đỡ tiếc được đâu. Đấy, cho nên là nhiều bạn đừng hiểu nhầm là cứ khí công cao mà đánh nhau tốt đâu. Chính mồm mấy ông chia sẻ với mình như thế. Còn riêng bản thân mình thì như mình kể trước cho các bạn ấy, ông bảo mình ba vợ một ba vợ mà thời gian đầu mình không tin. Đến bây giờ thì tất nhiên là mình thì cũng chưa thể kiểm chứng hết cái lời ông nói về cái số mệnh của mình, bởi vì là mình mới một vợ thôi, đứt nhưng đã đứt gánh rồi. Thì cũng chia sẻ các bạn là cái tính nết của mình ấy, mình bao giờ mình hướng thiện, mình muốn một gia đình rất là êm ấm đàng hoàng. Đấy, mình không có tính trăng hoa rồi này nọ, trai gái này nọ đâu. Mình chia sẻ thật sự các bạn. Bao giờ cũng hướng thiện, nhưng mà thôi thì cái số kiếp của mình với bản thân mình nó cũng nhiều cái nó chưa tốt. Cho nên là đứt gánh giữa đường. Con này đi ra. Này nó hư đấy các bạn. Nó đang quấy mình nhé. Ra đây ngồi cái là mình sợ nhất cái bộ này, nó cứ ra nó quấy là mất tập trung. Con này mình đã có quay một cái video về nó rồi nhưng mình chưa chia sẻ cho các bạn. Cũng khôn phết, ngoan phết, nhưng mà nó là kiểu chó mới lớn lên, nó vẫn còn trẻ con. Đôi khi nó cũng lũng lịu. Thì đấy, mình kể cho ông cũng nói mình là tiếp câu chuyện là ông bảo mình ba vợ. Thì cái đấy mình còn kiểm chứng. Nhưng mà về cái chuyện tính nết hay là gia đình hay điếc này là thì mình phải thực sự nói với các bạn là mình công nhận ông chính xác gần như tuyệt đối luôn đấy các bạn. Mặc dù vậy thì mình cũng như mình đã chia sẻ với các bạn là với mình thì mình về tướng số tử vi này thì cũng chỉ 50-50 thôi, nhiều khi xem chỉ để là tham khảo thôi. Đấy, chứ mình cũng không thể tin tuyệt đối vào nó được. Mà mình cũng mong là các bạn là cũng chỉ kể cả xem bói hay xem tướng số cũng chỉ là để tham khảo hoặc nhiều khi là thư giãn thôi. Chứ còn mình mà phụ thuộc sâu vào nó thì nó lại thành dở rồi. Đúng không các bạn? Đấy, bây giờ thí dụ đơn giản thôi là ông bảo mình là số giàu có nhưng mà cứ làm nhà mà làm ảnh, không đi làm đi ăn thì đợi số giàu thì có giàu được không, đúng không các bạn?
Đấy, cho nên là tướng số thì là tướng số, tử vi thì là tử vi, nhưng mà nhiều khi mình chỉ là để là tham khảo thôi. Đấy. Chứ còn, cuộc sống của mình thì không nên phụ thuộc vào nó quá. Đấy, nhiều người đâm ra cứ đi xem bói xem toán về lại nghĩ sâu vào nó quá. Đâm nhiều người còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình đấy. Đấy, các bạn cứ xem. Nhiều người chỉ vì xem bói xem toán mà đâm ra là tan nát gia đình. Nên là mình cũng mong nhiều người là dù có thì mỗi người một tính, dù có quan tâm đến cái chuyện này đi chăng nữa thì cũng không nên phụ thuộc vào nó. Xem nhiều khi đôi khi là một là giải tỏa tâm lý một tí, hai là để cho nó thư giãn thôi, vui vẻ thôi, ngày xuân đầu xuân thôi. Còn về mà nếu mà phải ông thầy ông ấy, dù ông có giỏi đi chăng nữa, ông biết chăng nữa, nhưng mà có cách nói chuyện của mình, của ông ấy với mình để nó mang cái điểm tốt cho mình thì nó còn đỡ. Nhiều ông nói, nhiều người mình không phải nói cái tinh thần nó yếu ấy, thì lại nghe những câu chuyện ấy về cái suy nghĩ suy sụp đi, đâm là rất là dở, nó ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nhiều. Cho nên là đấy, mình mới nói là với mình thì nó chỉ là 50-50 tham khảo. Bởi vì là mặc dù là nhiều khi mình kể những video trước với các bạn ấy, là mình từng chứng kiến là những người chết đuối đấy các bạn, có những điều là rất khó giải thích, rất khó giải thích về người chết đuối. Tận mắt mình chứng kiến rồi, mất hồn mất vía nó như thế nào là mình đã chia sẻ với các bạn thôi. Còn về tử vi này thì đã nói đến tử vi thì nói đến ngũ hành các bạn. Thì ngũ hành nó lại rất liên quan đến nhiều cái trong cuộc sống của mình. Nếu mà nói rộng ra một tí nhé, về thế giới nhé, thì là năm châu nó cũng là ngũ nhé các bạn, nó cũng liên quan đến ngũ hành. Còn nói về gần gũi với cơ thể, cuộc sống của mình, về cơ thể của mình đây này, thì mình đã nghe qua một vị hòa thượng, ông đã giảng về vấn đề ngũ hành liên quan đến ngũ tạng của con người mình nó như thế nào. Thì ông cái bài giảng của ông mình không thuộc hết, mình không nhớ hết, nhưng mà nó rất là hay. Đấy, ông nói là ngũ hành liên quan đến ngay năm cái giác quan của mình thôi, năm giác quan ngũ, năm giác quan của mình nhá, trên cơ thể mình nhá, là khứu giác, vị giác, thính giác, rồi xúc giác đấy, rồi thị giác đấy, là năm cái giác quan. Còn làm cái ngũ tạng của mình đấy, ngũ tạng của mình là tim, phổi, gan, tỳ, thận, thì cái đấy lại liên quan đến ngũ hành là chặt chẽ luôn về liên quan ngũ hành. Rồi năm ngón tay như nào, năm ngón chân như nào, ông ấy giảng hết về một cơ thể trên con người mình liên quan ngũ hành đấy. Thì cái đấy nó rất là hay, nó còn rất nhiều cái nó rất là hay, nhưng mà thôi trên đây là mình chỉ kể qua các bạn như thế. Nếu các bạn nào mà quan tâm cái chuyện đấy, các bạn tìm về, mình không nhớ rõ nó là cái video nào, nhưng mình đã từng xem cái ông hòa thượng ấy, ông giảng về vấn đề là ngũ hành với ngũ tạng con người nó như thế nào. Ngay nhé, ông nói ngay kể cả là các bông hoa thôi các bạn, thực vật đấy nhá, thì hầu hết tất cả, hầu hết nhé, mình không nói tuyệt đối, là đa phần là các bông hoa đều có năm cánh, các bạn cứ xem đấy, phần lớn. Còn tất nhiên là nó cũng có những bông hoa là nó nhiều cánh hơn hoặc ít cánh hơn, nhưng mà phần đấy là rất là ít. Đa phần các bông hoa đều năm cánh, các bạn cứ tìm các bạn xem. Cho nên là cái tướng số tử vi này thì bảo mà nó không đúng một tí nào thì cũng không phải. Đó, nhiều cái nó không thể bỏ qua được. Đó, các bạn không thể bỏ qua được. Kể cả ngay như con người mình không tin đâu, nhưng mà có những cái là đôi khi mình cũng nghe để tham khảo và cũng thấy nó có nhiều cái nó cũng rất chính xác. Đấy, thì tất nhiên là mình nói thì nói vậy thôi, nhưng mà bởi vì là ngay như cái ông thầy, trở lại cái ông thầy mình chơi, ông thầy Trung Quốc đấy,
tướng số đấy, số ông không giàu được. Ông ấy thì cao to đẹp trai đấy, giỏi giang. Các bạn biết bốc thuốc giỏi nhá, trên thông thiên văn dưới tường địa lý đấy, võ giỏi, khí công kiếc rất là giỏi, tại sao vẫn không giàu? Thậm chí là ông bảo nhà quê nó rất là nghèo. À, nó phải lang thang xuống Đông Hưng. Quê ông không phải ở Đông Hưng, ông ở khu vực gì đấy, nó gọi là cái khu đấy, cái ông là khu võ của Trung Quốc, nó như kiểu như Phật Sơn trước của mình. À, khu Phật Sơn Trung Quốc á, đấy đại loại như thế. Thì ông vẫn là không giàu, thậm chí vợ ông không có, đấy là tướng số đó. Có phải là cứ giỏi giang mà giàu có đâu. Cho nên là nó rất là khó giải thích. Các bạn đợi mình tí. Đấy, con đấy nó lại quấy. Nhiều khi nó làm mất cảm xúc, ui giời, nó nhảy cả lên lưng mình. Con này mới nuôi mấy tháng mà nó phải gần 40 cân rồi các bạn. Ăn rau, ăn cỏ, ăn hết, ăn cả rau sống. Mình làm clip ăn rau sống thì hôm nào mình sẽ đưa cho các bạn xem con ít bùn này. Thì trở lại với câu chuyện đang nói dở câu chuyện. Thì các bạn thấy đấy, là bản thân ông giỏi như thế. Ngay những cái video mình chia sẻ lâu rồi đấy, là ông dạy mình làm các vị thuốc đấy các bạn. Từ làm một vị thuốc từ mật bò này, mật kỳ đà, mật rắn. Mình đã chia sẻ một video, vị thuốc ấy rất là tốt đấy, chứ còn không đâu. Ông bảo thậm chí là nếu mà làm chuẩn nó tốt còn hơn cả mật gấu đó. Cái vị thuốc này mình làm một cái video là chính ông đấy là ông dạy mình ấy. Rồi cách ngâm rượu rắn nữa thì là cũng ông này ông dạy mình, bởi vì về sau này mình mới thấy ra là và xem lại những cái bình rượu rắn ngày xưa các cụ mình ngâm tam xà đấy, thì khi được ông chỉ dạy thì mình mới hiểu được tam xà nó là như thế nào đấy. Con nào là nóng, con nào là trung, con nào là lạnh, âm dương hòa hợp đấy, nóng trung lạnh. Bởi vì là nhiều người cứ ngâm hẳn một con to hoành tráng lên, ngâm rắn đấy các bạn. Thì nếu mà gọi là uống bổ thì có, nhưng mà để làm thuốc thì lại là vô tác dụng. Bởi vì rắn này nó nhiều con nó đại diện cho trung này, nhiều con đại diện cho nóng này, nhiều con đại diện cho lạnh. Thí dụ phần âm ấy thì là mình như là mình uống, đàn ông uống thì lại là không tốt. Đấy, đàn bà uống tốt thôi nhưng đàn ông uống là không tốt. Đấy. Hoặc là phần dương thì đàn bà uống lại là không tốt, là con nóng đấy. Cho nên là nó phải âm dương hòa hợp. Chính vì thế mà ông dạy mình cách ngâm rắn nó như thế nào, con nào là nóng, con nào trung, con nào là lạnh. Thì nhiều bạn nào nếu mà quan tâm đến rượu rắn thì xem lại cái video mình chia sẻ đấy, cách ngâm rượu rắn đấy. Là chính ông thầy Trung Quốc này ông dạy mình đấy, thì ông rất là giỏi. Thực chất ra là ông ấy, mình thời mình trẻ mình cũng không ham học hỏi đâu. Ông quý mình đó, nếu mà mình ham học hỏi là ông còn truyền cho mình chịu khó mình đến, ông còn truyền cho mình nhiều bài thuốc. Ông ở mày thích học thì chịu khó đây tao dạy mày, nhưng mà mình chỉ nghe qua mấy câu chuyện nó dễ hiểu dễ ấy thôi, thì mình nhớ lại thì mình chia sẻ một cái bài làm bằng mật bò, mật rắn, mật kỳ đà với bằng rượu rắn thôi. Còn những vị thuốc khác mình không học, mình không biết. Đấy, nhiều bạn hỏi với anh thời gian anh chơi với ông, anh có học được thêm bài thuốc gì không, thì thực sự là mình không học được bài gì. Đấy, nhiều khi ông còn cho mình cả thuốc để về uống mình còn không lấy. Để thời thanh niên ốm đau gì đâu mà lấy làm gì. Đúng không các bạn? Đấy, thì qua câu chuyện hôm nay đấy, thì đây là lên nói vui với anh em về vấn đề tướng số tử vi thôi. Thì mình cũng mong là tháng giêng này
là tất cả anh em bạn bè nào mà đi chùa đi chiền đấy, có thích xem một bài bói toán nào đó cho nó năm mới năm miếc nó như thế nào thì gọi là cũng chỉ để là tham khảo thôi, chứ cũng đừng nghĩ đặt nặng vấn đề về cái chuyện bói toán đấy. Mặc dù nhiều cái thì mình phải thừa nhận rằng đến bây giờ thì ông đấy ông phán mình với thằng bạn mình gần như tuyệt đối luôn các bạn. Mình chỉ còn kiểm chứng mỗi cái là mình còn hai vợ nữa thôi. Nếu mà ông nói thì chứ. Nhưng mà khoản ấy mình tin là cả lòng phán sai. Đến bây giờ đến hàng chục năm nay thèm lắm, chưa được vợ nào nữa. Thì chứng tỏ khả năng ông phán sai, đúng không các bạn? Cho nên là cũng mong rằng là ông phán sai. Còn những cái khác thì mình phải thừa nhận ông phán đúng, bởi vì là thằng bạn mình là nó cũng mất lâu rồi, không được qua tuổi 40 luôn, đúng như thế. Nhà nó cực giàu luôn. Có một clip mình đã chia sẻ với nó về bên trại Hồng Kông, nó tù bên Hồng Kông trước. Thì clip đấy mình nhiều bạn và anh còn giữ cái bản gốc hay không. Thì thực sự là đấy, ngay như mình làm cái YouTube này, mình làm kiểu như amateur. Tất cả những video, nhiều video cũng rất là hay, nhưng mình đột nhiên mình xóa đi, mình không để lại bản gốc bản kiếp gì cả đấy. Kể cả cái video đấy nhá, view rất là cao, nhưng mà mình chỉ có hát một bài, cái gì là tình anh em anh nhiếc gì đấy, thì nó lại dính vào bản quyền. Cái thời nó chưa được bật kiếm tiền, thì mình tiện tay, đáng như người khác người ta chỉ xóa cái, người ta biết người ta chỉ xóa cái phần hát đấy đi thôi thì là ok, nhưng mình xóa luôn cả cái video luôn. Nên nhiều bạn còn hỏi là bảo anh còn giữ cái video hay không, thì úp lại, mình xóa hết rồi đấy. Thì cái video mình chia sẻ sâu với thằng bạn mình ấy, thằng bạn rất là tốt với mình đấy. Thì trước nó đi Hồng Kông rồi, thì có thể là sau này mình sẽ kể thêm về nó video khác, bởi vì là sau đó cũng nhiều anh em comment biết về vấn đề bên Hồng Kông chạy thì lạn thì liếc nó như thế nào, thì khả năng mình cũng có thể mình dựa ở đấy để mình làm một cái video khác chia sẻ đến cho anh em. Thôi buổi nói chuyện hôm nay thì anh em mình chia tay tại đây nhá. Video này chấm dứt tại đây. Chào tạm biệt anh em. Thì mọi người nhớ anh em nào mà chưa đăng ký thì nhớ subscribe, đăng ký ủng hộ mình để mình có thêm động lực. Có thể là tiến tới đây là mình cái kênh phụ đấy. Nhiều bạn nếu mà chưa biết hết nhà mình từ trong ra ngoài ấy, thì có thể là qua kênh những mảnh ghép ký ức ấy, thì mình có làm video quay hết từ trên dưới nhà mình ấy. Rồi thêm một vài video về Tết vừa rồi ấy, thì nhiều bạn nào chưa xem thì qua đấy xem và ủng hộ mình đấy. Nhất là kênh này các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ mình nhé. Thôi chào tạm biệt các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt. Bye bye.